Sau hai ngày làm việc tích cực sôi nổi và hiệu quả tại tỉnh Bến Tre, sáng 12 tháng 11, diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 5 năm 2022 đã khép lại. Diễn đàn năm nay thu hút sự tham gia của 165 đại biểu trí thức trẻ đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và Việt Nam. Với chủ đề Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch, diễn đàn đã phát huy tiềm năng chức sám, trí tuệ của các đại biểu trí thức trẻ tham dự, tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị vào các nhóm lĩnh vực chính về kinh tế, công nghệ, văn hóa và y tế. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sáng tạo hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, thể hiện sự tâm huyết thông qua các ý kiến góp ý, các đề xuất, khuyến nghị cụ thể các đại biểu tham dự diễn đàn đã được trao đổi chia sẻ về những kỹ năng kiến thức kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cập nhật của việt nam và thế giới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước